chương 41, một cười trăm vẻ thiên nhiên, sau khi dùng chút thủ đoạn đáng khinh thoát khỏi cô cảnh sát xinh đẹp thái nhiên, Dương Thần thuận lợi đến được chỗ để xe, hắn khởi động xe, nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng, sợ không đủ thời gian gần gũi với sắc vi, Dương Thần nhấn mạnh chân ga, chiếc xe M3 lao về hướng trung tâm thành phố như một quả tên lửa. Cùng lúc đó, ba đội xe cảnh sát do thái nhiên đích thân dẫn dắt và mấy cảnh sát hình sự khác lại cảm thấy sự việc có gì đó không đúng. Một gã cảnh sát hình sự sau khi nghe điện thoại, chạy như bay đến chỗ thái nhiên còn đang suy nghĩ, báo cáo, cục trưởng có chuyện lớn rồi, thái nhiên đang buồn bực không phát hiện ra kẻ gây án, tức giận quay đầu lại, có chuyện gì, gã cảnh sát hình sự nói rất nhanh, vừa mới nhận được tin tình báo, đêm nay có một kẻ bí ẩn một mình đột nhập vào biệt thự nhà họ Trần giết chết Trần Đức Hải và phần lớn thuộc hạ quan trọng. Hiện giờ biệt thự nhà họ Trần đã đổi chủ, là Trương Hồ, một trong những trợ thủ của Trần Đức Hải. Kẻ bí ẩn kia không rõ tung tích, thái nhiên nhíu cặp mày thanh mảnh như trăng lưỡi liềm trong lòng kinh ngạc. Thảo nào Trần Đức Hải mãi không xuất hiện, tham gia vụ giao dịch thuốc phiện, không ngờ ông ta đã chết. Vài gã cảnh sát hình sự khác có phần vui mừng nói, cục trường, đây là chuyện tốt, tên Trần Đức Hải kia cũng nên gặp báo ứng thai nhiên thất vọng mắng các anh thì biết cái gì các anh thử nghĩ lại xem có thể đơn thương độc mã xông vào biệt thự nhà họ trần giết chết trần đức hải rồi một mình rút đi đó phải là người như thế nào mới có thể làm được người như vậy xuất hiện ở trung hải các anh một chút cũng không lo lắng sao mấy gã cảnh sát hình sự ngơ ngác nhìn nhau người như vậy so với trần đức hải chắc chắn càng đáng sợ thai nhiên suy nghĩ một lát nói giữ vững liên lạc với đường dây tình báo Tận dụng hết khả năng điều tra rõ ràng việc này, tốt nhất là phải biết được nhân vật thần bí kia là ai, nếu không ít nhất phải có đặc điểm nhận dạng của gã. Còn nữa, không được vì Trần Đức Hải vừa chết đã nới lỏng sự giám sát với bọn chúng, tên Trương Hồ mới lên chắc chắn sẽ thanh tẩy một số người cũ cứng đầu. Ta phải đảm bảo dân chúng không có thương vong gì. Vâng, thưa cục trưởng, sau khi ra hàng loạt chỉ thị, thái nhiên mắt nhìn về hướng dương thần rời khỏi, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ quật cường lẩm bẩm Dương thần, thông tin chi tiết về anh, tôi nhất định sẽ điều tra ra. Lúc vào quán rượu Rose, bên trong vẫn có tiếng người ồn ào uống rượu mua vui thâu đêm. Suốt cả con phố, các quán rượu đều như vậy, thấy tiểu triệu gương mặt cợt nhà. Dương thần chào hỏi một tiếng rồi vội vã chạy vào hành lang phía sau quán rượu, dọc theo đường đi. Mấy gã vệ sĩ đều tôn kính chào hỏi, tuy Dương Thần không nói nhưng bọn họ cũng sớm biết người đàn ông xem ra có vẻ tầm thường này đã cứu mạng hội trường của họ, khi đẩy cánh cửa phòng đẹp đẽ của sắc vi, dương thần lại không thấy cô trong phòng, trong căn phòng rộng rãi, thoải mái, chỉ bật mỗi chiếc đèn đầu giường, ánh sáng mờ tối, quay đầu lại mới phát hiện, cái bóng dáng đáng yêu kia đang ngồi cạnh bể bơi ngoài phòng, bể bơi của sắc vi dùng những hòn đá cuội lớn xếp thành, lúc này cô đang mặc chiếc áo ngủ voan mỏng màu trắng, ngồi trên hòn đá cuội bên bể bơi, đôi chân mịn màng. Trăng nón không tì vết đang gầy gầy bóng những ngôi sao hắt xuống bể, trong vườn yên tĩnh, vài cành ngọc lan đón gió lay động nhẹ nhàng, mang đến cảm giác mát mẻ dịu nhẹ và hương thơm tự nhiên, trong đám mây lộ ra vầng trăng lưỡi liềm như khuôn mặt mỉm cười ngựa ngùng, đem ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ lại có phần lạnh lùng của sắc vi, thêm vào đó vẻ thánh thiện. Giống như hằng Nga trên cung trăng dáng trần, lại giống như nữ thần áo trắng trong thần thoại Hy Lạp nghe thấy tiếng mở cửa sắc vi chậm rãi quay đầu lại không nói gì chỉ nhìn dương thần mỉm cười thơ xưa có câu một cười trăm kẻ si mê sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son miêu tả yêu phi đát kỷ dương thần lại không cảm thấy sắc vi có thể là đát kỷ bởi lúc này nụ cười của cô rất thuần khiết như thể người phụ nữ đang đợi chồng thấy chồng bình an trở về mỉm cười vui vẻ người phụ nữ này luôn có thể làm cho mình cảm thấy ấm áp được an ủi cho đến giờ, Dương Thần vui mừng phát hiện ra mình thật sự không thể rời xa cô, cởi giày và quần dài, Dương Thần bước chậm đến bên Sắc Vi, ngồi lên hòn đá cuội cạnh cô, thả chân xuống làn nước lạnh, thở dài một cái, cảm giác cả người thoải mái, trầm tĩnh lại, Sắc Vi lúc này mới mở miệng, có phần nghịch ngợm cười nói, anh mà chưa đến, chắc em đã ngủ gật rồi. Ngủ rồi anh sẽ đánh thức em, bảo em chờ anh em lại ngủ vậy phải đánh đòn dương thần giơ tay choàng qua bờ vai mềm mại của sắc vi khiến cô thoải mái ngã vào ngực mình lại thuận tay xoa nắn hai khối thịt trắng hồng mềm mại trước ngực sắc vi làm cho cô hờn rỗi một trận sắc vi chớp mắt nói anh thật ngang ngược để tin hội trưởng hội hồng kinh bị đàn ông đánh đòn truyền ra ngoài anh bảo em làm sao thống lĩnh được bao nhiêu anh chị em dưới tay vậy thì phải xem là bị ai đánh đòn dương thần hôn lên mái tóc thơm tho của sắc vi rất dễ chịu hắn cười hỏi, em đổi nước hoa. Ai lại xịt nước hoa lên tóc, là mùi thơm của cơ thể lẫn với mùi dầu gội đầu của bản cô nương. Thích không? Dương thần mờ ám cười nói. Thích thì thích, nhưng em cũng nói sai rồi. Em không phải là một cô nương nữa rồi. Sắc vi đỏ mặt. Vậy thì là gì? Coi như là thiếu phụ rồi. Thiếu phụ chưa kết hôn ư? Sắc vi nhìn ngẫm nháy mắt một cái. Dương thần lập tức nghẹn lời. Việc này thật áy náy với sắc vi. Hắn không tiện mở miệng, ngượng ngùng cười cười nói: "Này, Bảo Bối Sắc Vi, chúng ta có thể đổi đề tài không? Nhìn mặt anh kìa, đùa anh thôi, ai bảo anh bắt em đợi lâu như vậy, sắp 4 giờ rồi." Sắc Vi cười khanh khách nói. Dương Thần buồn bực nói: "Bảo Bối Sắc Vi, anh từ nhà đi đến chỗ Trần Đức Hải, làm xong việc mới đến được, tuy lộ trình đơn giản, nhưng trên đường không phải chơi trò chơi, anh đã đi rất nhanh rồi, kết quả công việc thế nào?" Sắc Vi thoải mái hỏi dường như việc tàn sát một bang hội của một gã bang chủ xã hội đen chỉ là chuyện nhỏ, Dương Thần cũng không nói nhiều, đem sự tình kể tóm tắt lại, cuối cùng nói, tóm lại, giờ thế lực của Trần Đức Hải đã bị Trương Hồ thâu tóm, em liên lạc với Trương Hồ, khiến anh ta nghe lời em là được, sắc vi không ngạc nhiên gật gật đầu, thật không ngờ tên Trương Hồ kia cũng có chút đầu óc, trước kia thấy anh ta ngốc nghếch đi theo Trần Đức Hải kè kè không ngờ nhìn nhầm rồi, vì anh ta ngốc nghếch nên mới để Trần Đức Hải làm lão đại, Dương Thần không thể phủ nhận, Sắc Vi đột nhiên hối hận, thở dài, con ngốc cũng không khờ bằng em, can tâm tình nguyện làm nhân tình của người ta, lại còn đêm hôm đợi người ta đến mức gần ngủ gật, thấy Sắc Vi trước mặt mình lộ ra vẻ đáng thương, Dương Thần chỉ cảm thấy ứ nghẹt ở cổ. Từ trong lòng có một ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, một tay ôm lấy cơ thể mềm mại của sắc vi, cúi đầu hôn lên gương mặt mịn màng cười nói, bảo bối sắc vi, em thật biết cách làm tăng hứng thú, vẻ mặt này của em không sợ làm anh nổi điên sao. mươi 42, giờ ăn sáng, khi tia nắng đầu tiên của lúc dạng đông chiếu vào chiếc giường trong phòng ngủ của sắc vi, dương thần tinh thần phấn chấn trèo ra khỏi giường, mặc quần áo, chuẩn bị rời đi, sắc vi còn ngái ngủ, có phần bất mãn, bĩu môi, có chút không giống đại tỷ mạnh mẽ, cứng rắn trong giới xã hội đen. Mà lại giống như người phụ nữ bình thường hối hận nói hôm qua đã nói với anh không muốn làm dưới nước em cảm giác phía dưới em đều bị phù lên rồi dương thần vẻ mặt rối rắm làm trong nước lại bị phù bảo bối sắc vi chốt kiến thức y học phổ thông e cũng không có bệnh phù kia là có ý gì mặc kệ anh đồ không có lương tâm sắc vi ném chiếc gối lên người dương thần dương thần hơi ngượng ngùng cười nói không sao về sau làm nhiều sẽ quen việc gì cũng vậy đều phải làm nhiều mới quen tay đúng không Sắc vi giờ khóc giờ cười, gì mà làm nhiều mới quen, đừng nói linh tinh, thật không biết mình làm sao lại yêu cái đồ lưu manh không thể ngăn cản được này, hai người đùa cợt một hồi. Dương thần vẫn còn nhớ phải về nhà thay quần áo đi làm, cho nên sau khi bóp bóp mông chiêu sắc vi, hắn vội vàng rời khỏi quán rượu, lúc tới biệt thự Long Cành Huyền cũng vừa là lúc ăn sáng, vố vương đeo tạp dề đang mang bữa sáng từ phòng bếp ra phòng khách. Nhìn thấy Dương thần, vố vương đầu tiên là sửng sốt sau đó vẻ mặt quan tâm hỏi cậu chủ hôm qua cậu đi đâu cả đêm vậy tôi và tiểu thư rất lo lắng vố vương nói xong lâm nhược khê đang ngồi bên bàn ăn cháo nhíu mày lạnh lùng nói tôi không lo lắng nhìn vẻ mặt lạnh lùng như ai nợ tiền của bà xã dương thần cũng lơ đễnh ngồi xuống tự múc bát cháo cho chính mình vui vẻ húp một ít cháo hạt cháo nhỏ trơn nhẹ còn mang theo mùi rau thơm xuống cổ vú vương cố làm thế nào mà cháo ngon thế Vú Vương tươi cười hớn hở nói, cậu chủ, cậu thích thì ăn nhiều một chút, nói rồi Vú lại đi xuống bếp bận rộn, Dương thần húp hai ngụm to hết bát cháo, lại muốn múc thêm bát nữa, nhưng còn chưa chạm đến chiếc thìa, chỉ thấy Lâm Nhược Khê bên cạnh đem nồi cháo chuyển đến cạnh cô, ra vẻ tuyệt đối không để cho người ăn, Dương thần cười khổ nói, bà xã Nhược Khê ngoan nào, không nhẽ đến bát cháo em cũng không để cho anh ăn sáng. Anh đã húp hai ngụm cháo rồi, còn nữa, không được gọi tôi kiểu ghê tởm như vậy lâm nhược khê đem nồi cháo để một bên tiếp tục cúi đầu húp từng ngụm nhỏ đến một bát cháo nhỏ cũng không được sao dương thần lẩm bẩm một câu đột nhiên nghĩ ra cái gì cười hỏi hay là nhược khê em giận anh đêm qua không về nên ghen rồi lâm nhược khê không ngẩng lên lạnh như băng nói tôi không có hứng thú với những chuyện xấu xa của anh vậy sao lại không để cho anh ăn cháo dương thần buồn bực vố vương làm cho tôi anh tự giải quyết đi dương thần do dự cảm thấy cưỡng ép tranh giành chốt cháo thì hơi quá lại nghĩ đến việc đã đồng ý với đám nhân viên nữ trong văn phòng là sẽ mang bữa sáng tới cuối cùng không ép thêm nữa lên lầu thay quần áo rồi đi khỏi nhà vú vương thấy dương thần phải đi tò mò hỏi han cậu chủ sao không ăn nhiều một chút bên trong còn mấy chiếc màn thầu nữa đây ồ sáng nay tôi có chút việc lát sẽ ra ngoài ăn dương thần lưu luyến nhìn bát cháo rau thơm lớn cuối cùng vẫn phải tay đi ra cửa vú vương thở dài đi đến cạnh lâm nhược khê nói thật lòng tiểu thư cậu chủ con người rất tốt hai vợ chồng sống hòa thuận một chút tiểu thư cũng đừng chĩa mũi dùi vào cậu chủ nữa lâm nhược khê ngừng tay thản nhiên nói vú vương không cần quan tâm quá anh ấy muốn ăn ở ngoài thì ăn tùy anh ấy đàn ông mà lúc còn trẻ còn ham chơi một chút tiểu thư tốt với cậu chủ một chút phụ nữ bên ngoài sao có thể sánh được với tiểu thư Đến lúc đó, cậu chủ sẽ không đi qua đêm không về nhà nữa. Vũ Vương tận tình khuyên bảo, Lâm Nhược Khê dường như không muốn nghe nữa, đứng dậy buông đũa, "Vũ Vương, tôi ăn no rồi, tôi đi làm đây." Thấy Lâm Nhược Khê có vẻ không muốn nói thêm nữa, Vũ Vương biết tính tình tiểu thư vốn không kiên nhẫn, đành thở dài, bắt đầu thu dọn các thứ trên bàn. Khúc nhạc đệm nhỏ sáng sớm cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình của Dương Thần, hắn nghe tin tức buổi sáng lái xe đến gần chợ khu Tây liền dừng lại, chạy đến chỗ lúc trước bán thịt dê xiên nướng bắt đầu vơ vét các loại đồ ăn sáng, từng bán hàng ở đây. Hắn tất nhiên rất quen thuộc các sạp hàng bán điểm tâm ở khu này, không ít người cũng có chút giao tình với Dương Thần, đều vui vẻ khách sáo vài câu. Dương Thần mua xong bánh bao còn được tặng thêm vài cái, rất nhanh. Dương thần xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn sáng quay về trong xe, chỉ tiếc là không thấy sạp hàng của lão Lý, chắc vẫn chưa biết chuyện xảy ra đêm qua nghĩ đến lão lý dương thần cảm thấy cần nhắc dương hồ chú ý một chút không được bạc đãi những hàng rong ở đây dù sao nửa năm vừa rồi bọn họ cũng đối với mình không tồi lúc đến công ty quốc tế ngọc lôi là vừa kịp giờ không bị muộn dương thần ra khỏi thang máy tiến vào phòng làm việc lớn của ban quan hệ xã hội lập tức có hai nữ đồng nghiệp ăn vận xinh đẹp ra đón cười vui vẻ nói dương đại ca sao giờ mới đến mấy chị em chúng tôi đều đói là rồi xem ra Triệu Hồng Yến chắc chắn đã nói với mọi người việc Dương Thần phụ trách mua đồ ăn sáng rồi. Dương Thần giơ hai túi đồ ăn lớn đang sách trong tay nói, đồ ăn hơi nhiều, lần sau tôi sẽ đi mua sớm hơn. Vừa nói, Dương Thần vừa đi đến bên bàn làm việc của chính mình, bởi vì bàn làm việc của hắn rất đơn giản, trừ máy tính ra không có gì khác, rất thích hợp để đặt đồ ăn xuống. Trong phòng làm việc, hơn 10 nữ nhân viên trẻ đẹp lập tức xuống lại, oanh yến náo nhiệt vô cùng nhìn trên bàn dương thần có đủ loại bánh bao, hành cuốn, bánh nướng, bánh quẩy, bánh chiên, thậm chí có cả bánh chèo chiên, bánh bao canh, tất cả đều hoa mắt, sau đó ánh mắt sùng bái nhìn dương thần, dương thần, anh giỏi quá, sao lại mua nhiều vậy, lại còn mua đủ các loại khác nhau, trương thái khuôn mặt tròn tròn, với tay một lúc lấy mấy cái bánh bao canh, mở cái miệng nhỏ hồng hồng cắn một miếng, khen, anh không phải chuyên ngành mua đồ điểm tâm đó chứ, chuyên nghiệp như vậy lại còn có sữa và sữa đậu nành, sữa đậu nành lại còn mua cả mặn và ngọt, Triệu Hồng Yến cũng không nghĩ là Dương Thần lại chuyên nghiệp như thế, so với những thứ bọn họ mua ban đầu thì phong phú hơn nhiều, nhìn đám nữ đồng nghiệp vui sướng, hài lòng khen mình, Dương Thần cảm thấy niềm vui sâu sắc và tự hào, dường như quên mất mình vốn nhận lời làm việc trong ban quan hệ xã hội, chứ không phải là chuyên đi mua đồ ăn sáng. Chương 43: Phải khen thường nói chuyện với Dương Thần làm cho mấy người đồng nghiệp nữ cười nghiêm ngả, không còn giữ tác phong của thục nữ nữa. Trong đó có một người đẹp tóc ngắn tay cầm bánh chèo chiên, tiến lên trước ỏn ẻn nói, Dương ca ca, anh tới gần một chút tôi nói với anh cái này, Dương Thần tiến sát lại, muốn nghe xem cô muốn nói gì, người đẹp kia đột nhiên hôn, chụt, một cái lên má Dương Thần, sau đó đỏ mặt mỉm cười, thường cho anh. Dương thần lập tức như người lên mây, cảm ơn sự tốt đẹp của thế giới công ty quốc tế ngọc lôi quả là thiên đường của đàn ông đây mới là ngày thứ hai vào đây đã có một cô gái xinh đẹp tặng nụ hôn một chút đồ điểm tâm có thể đạt được điều này nếu về sau mỗi ngày đều mua đồ ăn sáng cuộc sống hưởng phúc sẽ không xa nữa dương thần sờ sờ dấu vết ẩm ướt trên mặt cười nói em gái em áp quá trên miệng dính dầu mỡ lại tới hôn anh nếu anh lau không sạch em phải hôn lại vết mỡ đó về cô em tóc ngắn giả vờ cả giận nói, hừ, gọi anh là ca ca đã là nhường anh rồi. Chị em ở đây có ai nhỏ hơn anh nào, không được được đằng chân lân đằng đầu. Ha ha, nói đùa thôi, Dương Thần cũng mới nhớ ra tuổi thật của mình năm nay mới tròn 23 tuổi. Ở Trung Quốc, không ít sinh viên tốt nghiệp đại học trong nước đều đã 24 tuổi rồi. Bản thân mình chỉ có thể gọi là tiểu đệ, không thể gọi là ca ca được. Đám đồng nghiệp nữ lấy đồ ăn mình thích vui vẻ quay về chỗ làm việc ăn thỉnh thoảng còn có mấy chị em mạnh dạn liếc nhìn dương thần khiến dương thần cảm thấy tuyến nước bọt tiết ra không ít đành không ngừng lấy đám thức ăn còn lại cắn từng miếng lớn ăn sáng đúng lúc này dương thần nhớ ra điều gì quay đầu nhìn phía một góc nhìn thấy trong phòng có đồng nghiệp nam duy nhất người anh em trắng trẻo non non trần bác đang ngồi đó gõ bàn phím nhớ tới hắn hình như không đến lấy điểm tâm dương thần mang hai chiếc bánh bao đi tới trần bác ăn sáng chưa? Trần bác vội vàng xoay người, chưa, vẫn chưa, sao không đến lấy đồ ăn, không biết về sau việc ăn sáng là tôi lo à? Dương thần cười đưa bánh bao trên tay cho Trần bác. Chà, không ăn sáng không đủ sức làm việc, nếu không đủ thì lấy thêm ở chỗ tôi nhé. Còn nhiều lắm, Trần bác hơi cảm kích nhận lấy, nhưng chỉ lấy trong túi một chiếc bánh bao, chiếc kia đem trả Dương thần, sắc mặt có chút xấu hổ, thấp giọng nói, tôi... Tôi ăn ít, ăn một cái là no rồi. Dương thần suýt thì nghẹn, một người đàn ông trước mặt mình lại yếu đuối nói ăn uống ít, hai cái bánh bao cũng không ăn hết. Có cảm giác giờ khóc giờ cười, trở lại chỗ ngồi, vừa mới mở cái máy tính ra, chỉ thấy Lưu Minh Ngọc mặc bộ váy màu tím nhạt là lướt đi đến bên cạnh. Hôm nay cô đính một chiếc kẹp tóc màu hoa hồng lên mái tóc nhuộm màu tím đỏ quyên rũ, trong vẻ thành thục, thướt tha lại có chút hoạt bát, tới gần một chút, lại có thể ngửi được hương thơm như mùi thơm của hoa oải hương. Dương Thần kết luận bằng kinh nghiệm, người phụ nữ này ở trên giường có thể có các loại động tác mang đến các khẩu vị khác nhau. Lưu Minh Ngọc không biết được trong lòng Dương Thần đang có suy nghĩ sâu xa, có chút cẩn thận nhìn Trần Bác một cái, rồi nói, Tiểu Dương, về sau anh rảnh rỗi quan tâm đến Tiểu Trần một chút, cậu ta bình thường ít nói, rất cô đơn. Chúng tôi đều lo lắng cho cậu ấy, nhưng vì mọi người đều là phụ nữ, không thể thực sự coi cậu ấy là chị em được. Xem ra Lưu Minh Ngọc cũng tốt bụng, rất quan tâm đến đồng nghiệp trong văn phòng. Dương thần tất nhiên cũng không để ý chuyện nhỏ như vậy, gật gật đầu nói, dù sao tôi cũng nhận làm người chuyên mua đồ ăn sáng, quan tâm đồng nghiệp yêu gần đồng nghiệp nam đó cũng là chuyện nên làm. Lưu Minh Ngọc hé miệng cười, nghe mọi người nói anh tài trí hơn người, sao tôi lại thấy anh miệng lưỡi trơn chu vậy, triệu hồng yến ngồi gần nhất xoay người lại, mắt lộ ra thâm ý, liếc Lưu Minh Ngọc một cái, mỉm cười duyên dáng nói, Minh Ngọc tỉ sao chị không hỏi xem dương thần có bạn gái chưa tôi thấy hai người rất xứng đôi dương thần còn đang nhìn chằm chằm hai lùng thịt đang run rẩy trước ngực lưu minh ngọc nghe nói như thế không khỏi tiếc nuối nói này tôi chưa kể sao tôi đã kết hôn rồi anh kết hôn rồi triệu hồng yến sửng sốt có vẻ không thể tin nổi nói thật là không nhìn ra nhìn anh háo sắc không cầu tiến không ngờ lại có cô gái nào gả cho anh dương thần mất hứng vẻ mặt nghiêm nghị tôi đâu có háo sắc tôi là người rất đứng đắn hồng yến tỉ đừng nói lung tung vừa rồi anh nhìn chằm chằm vào ngực minh ngọc tỉ tưởng chúng tôi không biết triệu hồng yến nhìn vẻ xem thường lưu minh ngọc cũng không thấy xấu hổ che miệng cười cười hồng yến chị đừng nói anh ta nữa để bà xa anh ta nghe được nói không chừng anh ta phải về nhà giặt đồ đó nói xong cô liền hào phóng đi ra chỗ khác dương thần thầm nghĩ thì ra toàn là một đàn hồ ly tinh cái gì cũng thấy hết, có điều không nói ra mà thôi. Nhưng mà nếu đã bị nhìn thấy hết thì cũng chẳng cần lén lút nữa. Nhìn dáng Lưu Minh Ngọc đi ra, bộ ngực thướt tha lay động, hắn lại nuốt nước miếng. Triệu Hồng Yến hiểu Dương Thần nhưng không nói gì, nhưng lại lập tức cười nói, Dương Thần, tôi nói cho anh một bí mật. Bí mật gì? Dương Thần nghe lời cô cảm thấy có việc gì, không khỏi đến gần hỏi. Thật ra mông Minh Ngọc tỷ tuy vỉnh, nhưng Trương Thái mông lại mềm nhất, sờ vào rất thoải mái có cơ hội anh có thể thử xem. Triệu Hồng Yến đôi mắt quyến rũ nói, mong các cô ấy tôi đều sờ qua rồi. Dương thần rất ngưỡng mộ, người phụ nữ này thật là rất phóng khoáng. Có thể ở công ty quốc tế Ngọc Lôi này, hiếm có nơi nào đàn ông có thể ở lâu. Tất nhiên người đói khát vậy cũng rất nhiều, hắn không khỏi lộ ra vẻ nhìn ngẫm tươi cười hỏi, vậy mông chị so với mông trương thái thì sao? Triệu Hồng Yến vốn định khiêu khích Dương Thần, đột nhiên bị hỏi vấn đề này, lắp bắp nói không ra lời. Nếu nói không bằng Trương Thái, làm người phụ nữ tự tin về dung mạo của mình, cô không cam lòng, nếu nói hơn Trương Thái, lại có vẻ tự tin thái quá. Đôi mắt trong veo đẹp như nước trừng mắt nhìn Dương Thần, "Anh tò mò sao? Đợi anh sờ thử Trương Thái, tôi cho anh sờ, tự anh so sánh là được rồi phải không?" Một lời đã định, Dương Thần ha hả cười, đáng thương cho Trương Thái, không biết mông của mình đang bị đôi trai gái vô lương tâm đem ra đánh bạc triệu hồng yến cũng không thẹn thùng chớp chớp mắt mỉm cười duyên dáng nói anh có bản lĩnh khiến các chị em đều cho anh sờ một lần coi như là cái phúc hiếm có của đàn ông ban quan hệ xã hội chúng ta nghe lời này dương thần liền cảm thấy tâm tình rất tốt tuy vài năm qua bản thân đã có quan hệ với không ít phụ nữ nhưng những quá khứ đó sở nghĩ đến vốn chỉ là phát tiết về phần thể xác hiện giờ chỉ cần trò chuyện với các đồng nghiệp nữ trong văn phòng cũng có sự kích thích trước nay chưa từng có, công việc buổi sáng quả như Dương Thần muốn, không có ai quản mình, mở máy tính ra là có thể lên mạng tìm các trò chơi khác nhau, nào là đào vàng, xì chung, Pikachu, chơi rất vui. Thỉnh thoảng có vài người đẹp đến hỏi hắn vài vấn đề về ngoại ngữ, Dương Thần cũng có thể giải đáp rất nhanh, không cần nghĩ nhiều, lúc gần đến 12 giờ trưa, Trương Thái và Lưu Minh Ngọc đi tới. Triệu Hồng Yến thấy các cô đi đến. mươi 44, Tán tỉnh một hay ba cô, quốc tế Ngọc Lôi không hổ là nữ chủ nhân quản lý công ty. Cả nhà ăn 15 lầu được trang hoàng thông suốt trong vắt, màu sắc dễ chịu, từ bốn góc lớn của cửa kính sát sàn có thể nhìn ngắm cảnh quan thành phố Trung Hải. Bàn ghế đều làm từ hỗn hợp nhựa và kim loại có màu trắng bạc, mang đậm phong cách thời thượng. Đèn trang trí nhà ăn cũng lộ vẻ cổ điển trang nhã, treo đèn pha lê đủ loại màu sắc mang khuynh hướng cảm xúc trong suốt. Trong bốn phía góc phòng đặt lác đác những bồn hoa, những chiếc lá mềm mại có thể nhìn thấy chúng được chăm sóc rất công phu. Ở quầy hàng thẻ quét chọn cơm, cũng chọn dùng bàn kiều quầy rượu, nhân viên phục vụ nhà ăn mặc đồng phục trắng tinh, tươi cười chào đón khách. Khi Dương Thần cùng ba cô gái bước vào nhà ăn, cũng không gây nhiều chú ý suy cho cùng quốc tế Ngọc Lôi dù đồng nghiệp Nam ít nhưng không phải là không có, chỉ là ban quan hệ xã hội đặc biệt có một ít mà thôi. Thêm hơn 200 nhân viên văn phòng chính, cùng ngồi tại lầu này, ngoài ra cũng không quá nổi bật, thấy vẻ mặt Dương Thần hứng thú nhìn xung quanh, Trương Thái cười nói, thế nào, không tồi chứ, phúc lợi công ty chúng ta cũng xếp hạng nhất nhì trung hải này, thiết kế nền rất tuyệt, vừa bước vào đã có cảm giác ngon miệng rồi, Dương Thần thực thà nói xây lại nhà ăn chính là tổng giám đốc tự tay thiết kế tổng giám đốc nhậm chức này hai năm công trạng và phúc lợi công ty đều nâng cao trên diện rộng chúng ta có thể tôn sùng cô ấy rồi trương thái nói với chút tự hào tổng giám đốc đó chẳng phải bà xã lạnh lùng nhà mình sao dương thần nghĩ đến đây nhìn nhìn lại bốn phía được trang hoàng gọn gàng sạch sẽ kia suy nghĩ kỹ càng và sau đó cho rằng đúng thế mà rồi nhìn kỹ lại một lượt cách trang hoàng màu sắc hài hòa trọn vẹn này Triệu Hồng Yến đột nhiên quay đầu nói, anh nhắc đến chuyện Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, tôi lại nhớ ra, hôm qua Tổng Giám Đốc gọi anh đến phòng làm việc Tổng Giám Đốc rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi không phải nói rồi sao? Thì thăm hỏi đồng nghiệp cấp dưới, Dương Thần ập ờ trả lời. Quỷ mới tin anh, Triệu Hồng Yến hờn rỗi nói, biết không hỏi được, bèn đổi đề tài, à, Dương Thần, anh cảm thấy Tổng Giám Đốc của chúng ta thế nào? Thế nào cái gì? Anh đến từ sao hỏa à? Anh vào công ty chúng ta, chẳng lẽ không biết Lâm tổng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân giới thương mại sao?" Triệu Hồng Yến nói với vẻ mặt không tin, "Còn có danh hiệu này?" Dương Thần vẫn thật không biết, cười ha hả nói, "Cũng được, thì lạnh băng băng, nhìn thấy phát sợ, tổng giám đốc lẽ ra không nên có phong cách như vậy." Lưu Minh Ngọc nãy giờ không nói gì, theo sát Trương Thái và Triệu Hồng Yến cũng đồng ý phụ họa, chen vào một câu, "Dương Thần có chút bất ngờ." Không nghĩ Lâm Nhược Khê trong suy nghĩ của công nhân viên ở Ngọc Lôi Quốc tế, sự lạnh nhạt của cô ấy lại là khí chất đặc biệt, mà dường như còn đặc biệt kính trọng cô ấy, xem ra dù là sức quyến rũ nhân cách cũng tốt, bản lĩnh quản lý cũng được, bà xã xinh đẹp của mình quả thật phi phàm. Bốn người chọn thức ăn xong, ngồi vào một bên bàn lớn, lúc này Dương Thần mới phát hiện, một khoảng không gian gần mặt đông nhà ăn, có dùng cửa sổ thủy tinh chạm trổ hoa ngăn cách, hình thành một chỗ độc lập bàn bên trong màu sắc tươi đẹp, và có bộ ghế sofa ra đồng mừng, chỗ đó ngồi chắc chắn thoải mái, sao lại không mấy người đi vào nhỉ? Dương thần nghi hoặc hỏi, ba cô gái nhìn qua, Trương Thái trả lời, chỗ đó là dành cho cấp cao công ty dùng bữa, chỉ có cấp phó trưởng ban trở lên mới có thể đi vào, thức ăn dành cho cấp cao công ty cũng không bình thường. Có chuyên gia đầu bếp nấu nướng, chỗ lớn như vậy làm sao chỉ dành cho vài người, Dương Thần cảm thấy có chút tiếc nuối hay là chúng ta vào ngồi đi dù sao chỗ đó để không cũng lãng phí triệu hồng yến nói đến cấp phó trưởng ban trở lên làm gì có người nào không phải thường xuyên giao tiếp xã giao ai không có việc gì mỗi ngày ở nhà ăn công ty ăn cơm nhưng anh cũng đừng nghĩ đến chuyện đi vào quy định là quy định viên chức nhỏ như chúng ta làm tốt bổn phận của mình là được rồi lưu minh ngọc tiếp lời kỳ thực đó cũng tính như là một chính sách khích lệ đối với nhân viên bình thường có đãi ngộ khác biệt mới có thể kích thích tính so đo của con người có so sánh mới tiến lên được tôi cho rằng rất cần thiết dương thần nhìn vào bánh nướng nhân gà và súp lơ trong đĩa làm thì làm không tồi nhưng chỉ độ hai gấp là hết có chút buồn bực mà trách móc nơi này đồ ăn ít cơm cũng ít tôi ăn hai ba miếng là hết còn không bằng hộp cơm năm đồng tiệm ăn nhanh đem tới cho tôi trước kia nữa ba cô gái ngơ ngác nhìn nhau đều lộ vẻ không hiểu đầu cua tay nheo gì cả trên thực tế bọn họ vốn không biết thức ăn nhanh năm đồng của quán ăn nhỏ ở chợ là như thế nào thấy dáng điệu ăn không đủ của dương thần không ai bảo ai mà cùng dùng đũa gắp đồ ăn trong đĩa của mình cho dương thần chúng tôi bình thường ăn không hết cho anh nhiều chút triệu hồng yến không biết làm sao cười nói sau này anh đi ăn với chúng tôi chúng ta lại có thể không lãng phí thức ăn rồi đúng lúc này trước cửa nhà ăn có một đoàn người đi vào rất nhiều nhân viên trong nhà ăn không hẹn mà cùng đứng dậy chào lộ chút khẩn trương a à, tổng giám đốc và trưởng ban chúng ta đến rồi hội nghị cấp trưởng ban kết thúc rồi trương thái la lên một tiếng dừng tay cùng với hai cô gái khác đứng dậy đi phía trước mặt rõ ràng là lâm nhược khê tóc đen búi cao gương mặt không trang điểm sáng trông như trăng rằm khí chất băng giá cự tuyệt người từ khoảng cách ngàn dặm như thiên sơn nữ thần bộ đồ đen toàn thân tôn lên vẻ tinh khiết hiện lên sự thanh lịch vô cùng đó là người phụ nữ không cần trang điểm chỉ vừa xuất hiện đã có thể đè bẹp bốn phương từ một vài vị cấp cao công ty cùng xuất hiện với cô ấy này có thể chứng minh đa phần quản lý cấp cao là phụ nữ cũng đều ăn mặc rất khéo khí chất tao nhã hoặc là từ nương bán lão người phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn còn mặn mà hoặc là cô gái trẻ đẹp bao gồm cấp trên mạc tiện ni ban quan hệ xã hội của dương thần cũng nằm trong số đó lúc này những cô gái tỏa ánh sáng ra bốn phía đi phía sau lâm nhược khê như thể trăng sao bị ánh mặt trời che lấp không đến mức quá trôi sáng nữa chỉ nhìn qua một lát dương thần liền cúi đầu hắn thấy rằng tình hình trước mắt thực nhất vẫn là ăn cơm kết quả là khi tất cả mọi người ở đây đều dừng tay đứng dậy chào một mình dương thần yên lặng nhai ngấu nghiến bánh nướng nhân gà rồi đột nhiên trong chốc lát thành một người cá biệt khi lâm nhược khê đi qua người dương thần không dừng lại chút nào thậm chí một cái liếc mắt cũng không có như không hề quen biết dương thần khi mới bước vào cửa cô ấy đã trông thấy cảnh tượng ba cô gái ngồi cùng bàn dương thần đầy cơm cho anh ta trong lòng lập tức thấy không vui lão chồng hờ này của mình còn lấy công ty thành nơi tán tỉnh một hay là ba cô đây nhưng thật ra một số quản lý cấp cao khác nhìn thấy Dương Thần không giống những nhân viên ra sức lấy lòng kia, chỉ chú ý đến bản thân mình, một mình và cơm, có chút không hài lòng, nhưng cũng không nói gì, chỉ là cố tình ghi nhớ người này trong lòng, viết vào sổ đen, mặc thiện ni mặc bộ đồ màu vàng nhạt, tươi đẹp quyến rũ mới sáng sớm đã mở cuộc họp, vẫn chưa thấy Dương Thần, lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cảm thấy rất bực dọc, đột nhiên nhớ tới cái gì, một chút trào phúng trêu cợt chợt lóe sáng trong mắt dừng lại bên cạnh dương thần một chút nói dương thần ba giờ chiều nay chuẩn bị một chút cùng tôi ra ngoài làm chút việc nói xong liền đi thẳng dương thần nuốt một miếng đồ ăn xuống anh ta làm sao không biết nữ cấp trên nhìn mình khó chịu nhất định lại muốn giờ cho gì đó vừa định thoái thác rất bận thì đã thấy mạc thiện ni cùng một vị cấp cao công ty say sưa thảo luận cái gì đó vốn dĩ không để ý đến hắn rồi chúc anh may mắn Triệu Hồng Ngọc bên cạnh nhìn Dương Thần nháy nháy mắt, Dương Thần nhún vai, cười cười như không hề gì, tiếp tục vùi đầu, chiến đấu. chương 45, người mùi hương biết phụ nữ, trong khu vực đặc biệt ở nhà ăn quốc tế Ngọc Lôi, các cán bộ cấp cao của công ty có liên quan với nhau chia thành không ít nhóm bên cạnh Tổng Giám đốc Lâm Nhược Khê thảo luận vài vấn đề trong hội nghị, ngoại trừ trợ lý kiêm thư ký Ngô Nguyệt, vèn vẹn chỉ có hai. Ba nữ quản lý cấp cao ngồi gần một số cấp cao khác, luôn liếc ngược về phía cấp trên, nhưng không cũng dám quá gần vị trí Lâm Nhược Khê, dường như hình thành khí tràng cổ quái, đặc biệt quái gì, người ngồi gần nhất phải kể tới Mạc Thiện Ni, lúc này cô ta lại không có chút tâm trạng để ăn dù địa thức ăn bày biện khá đẹp mắt, cúi đầu nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn nhỏ giọng hỏi: "Lâm tổng, hôm qua gặp người đó, cảm thấy thế nào ạ?" À? lâm nhược khê dù đang ăn cơm cũng có một phong thái vô cùng tao nhã giống như công chúa hoàng gia đang ra giáo điều vậy nghe xong lời mạc thiện ni nói rất tự nhiên buông bát đũa xuống sắc mặt thản nhiên hỏi lại người nào là dương thần đó có phải thái độ rất kém không mạc thiện ni trong lòng vẫn thấy không hiểu vì sao lâm nhược khê gạt bỏ đề nghị sa thải dương thần lâm nhược khê cố tình đưa mắt nhìn ra phía nhà ăn một chốc rồi tiếp tục cầm bát đũa nói anh ta không phạm sai lầm lớn không nguy hại đến lợi ích công ty không làm tổn hại hình ảnh công ty thì không cần chú ý tới mặt khác của anh ta tôi sẽ xử trí nói xong lại tiếp tục ăn cơm từng chút một lúc này mạc thiện ni càng thấy không hiểu hơn thần sắc trên gương mặt xinh đẹp biến đổi liên tục cuối cùng lại buông không hỏi dự tính của lâm nhược khê nữa kinh nghiệm nhiều năm nói cho cô ấy biết sự vô lý của người phụ nữ xinh đẹp này khiến cho lòng đố kỵ khó mà xuất hiện là không muốn nói nhiều về đề tài kia nữa được, Tổng Giám Đốc đã không sa thải ngươi thì ta sẽ khiến ngươi tự đệ đơn xin thôi việc, Mạc Thiện Ni căm hận nghĩ, buổi chiều Dương Thần chơi trò chơi suốt hơn một tiếng đồng hồ, vốn còn định ngủ một giấc trưa yên tĩnh, liền quay sang Triệu Hồng Yến mượn cái gối bơm phồng đã bày xong rồi, nhưng Mạc Thiện Ni đã đi đến, nhìn dáng vẻ thướt tha của nữ cấp trên xinh đẹp, Dương Thần lúc này có chút trột giả, trên gương mặt dịu dàng như thế của cô ta làm sao liền lộ ra nụ cười của con sói giả đang nhìn chú cừu non chứ dương thần anh cũng rảnh rỗi cả ngày rồi nhỉ đi cùng tôi đến chỗ này một chuyến cần anh làm một vài việc rồi dương thần nhìn xung quanh nhìn các nữ đồng nghiệp đều vùi đầu chăm chú làm việc cố nén cười không muốn giúp hắn đành bất đắc dĩ nói làm tài xế thì được còn cái khác tôi cần suy nghĩ lại đến lúc đó ngươi sẽ biết cần ngươi làm gì mặc thiện ni thở một hơi dài thầm nghĩ cái tên này vẫn giữ cái thái độ muốn chết đó, đi cùng Mạc Thiện Ni xuống tầng ngầm giữa xe, xe của Mạc Thiện Ni là chiếc Audi A4 màu đỏ, ngồi vào trong đã ngửi thấy mùi thơm mê người từ người Mạc Thiện Ni tỏa ra, Dương Thần kìm không được, hít mấy hơi hưởng thụ, cười nói: "Cô Mạc, trong xe thật là thơm, có mùi rất giống cô." Da mặt anh dày thật đấy. Mạc Thiện Ni kìm không được gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ, anh trước mặt phụ nữ đều nói năng tùy tiện như vậy hả? cái gì chứ mùi hương dễ chịu thì tôi ngửi nhiều một chút cái gọi là len lén người mùi hương phụ nữ kia mới đáng khinh tôi đã đọc qua một bài báo khoa học nước ngoài nói về sự kết hợp nam và nữ mức độ cao nhất là sức hấp dẫn mùi khi một người đàn ông hy vọng có được một người phụ nữ và khi kết hợp với người phụ nữ đó thường thường là mùi hương cơ thể người phụ nữ đó phù hợp với khẩu vị của người đàn ông đó điều tra hàng trăm người họ đúng là vợ chồng, đều thông qua những mùi hương cơ thể mà tìm thấy bạn đời của mình, Dương Thần nhìn Mạc Thiện Ni nháy nháy mắt. Không muốn nhiều lời với anh, Mạc Thiện Nhi khởi động xe không hề nhìn lại hắn, nhưng khi xe chạy chưa được bao lâu, thì chịu không nổi sự hiếu kỳ lại hỏi, nói như vậy, anh và vợ anh kết hôn, cũng nhờ vào cái mũi người sao, Dương Thần sừng sốt trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh giá xinh đẹp của Lâm Nhược Khê thầm nghĩ mùi hương của bà xã tôi tất cả đàn ông đều chịu không nổi, ngoài miệng thì cười hi hi đáp, đó không phải là chủ yếu. Tôi thích mùi hương của bà xã tôi, mùi hương của những cô gái khác tôi cũng thấy thích, cô mặc nè, mùi hương của cô cũng rất tuyệt đấy, vừa nói vừa hít một hơi dài. Anh, nếu chiếc Audi A4 có ghế ngồi bắn ra của máy bay, Mạc Thiện Ni thật muốn trực tiếp bắn bay tên hạ lưu này, trên đường đi, gương mặt Mạc Thiện Ni ửng đỏ liên tục làm thế nào cũng khó mà hết được. 15 phút sau, xe dừng dưới lầu một tòa nhà cũ, Mạc Thiên Ni như được giải thoát, thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng lườm Dương Thần, nói, thấy tấm biển phụ trang hoa thành phía trước chưa? Dương Thần ngáp một cái, mở to mắt nhìn, vị trí trung tâm phía trước tòa nhà quả thực có một tấm đế màu trắng chữ đen ghi, công ty trách nhiệm hữu hạn phục trang hoa thành. Đó là chỗ chúng ta cần đến sao? Là anh đến, chứ không phải tôi trên mặt mạc thiện nghi ánh lên một tia rảo hoạt. Tôi cần đi đến công ty khác để đàm phán, anh đi công ty này, đàm phán. Nói cái gì, dương thần bực bội đáp công ty hoa thành này năm ngoái đặt công ty chúng ta trang phục 600 ngàn, nhưng vẫn còn nợ khoản còn lại 400 ngàn, vốn là đến sang năm mới đến kỳ hạn, nhưng nghe nói hoa thành sắp phá sản, cho nên chúng ta cần nhanh thu hồi khoản nợ 400 ngàn kia, phòng ngừa mất hết vốn, không thu hồi lại được. Dương thần cảm giác chuyện có chút gì đó không đúng. Cô mặc, nhiều tiền như vậy, cô để một mình tôi đi. Thực sự là quá khó. Những người trong ban quan hệ xã hội khác đều có việc làm. Chỉ có anh là dành. Huống hồ bảo anh đi thu nợ chứ phải đi chém người đâu. Nếu anh là đàn ông thì đừng kỳ kèo nữa. Mặc thiện ni chừng mắt nói. Dương thần kỳ thực rất muốn nói. Tôi là gã đàn ông kỳ kèo như vậy. Nhưng nghĩ có trốn không thoát. Thì đành nhận sau khi cầm tài liệu giao dịch từ tay mạc thiện ni từ từ nhằm hướng tòa nhà đi tới kết thúc xong thì gọi điện thoại cho tôi tôi sẽ đến đón anh mạc thiện ni nói xong cười tươi tắn quay đầu xe rời khỏi bãi đỗ tiện tay cầm điện thoại tắt máy dương thần vẫn không biết hắn bị cấp trên giờ trò khoan thai bước vào trong tòa nhà liền thấy một cô gái trang điểm xinh đẹp đứng ở quầy hàng đang vẽ lung tung móng tay một cách chán ngán cô gái nhìn thấy dương thần bước vào liền nở nụ cười quyến rũ Ngài muốn phục vụ gì sao?" Dương Thần vẫy vẫy túi tài liệu trên tay, "Tôi là người của Quốc tế Ngọc Lôi, hy vọng cùng quý công ty trao đổi về vấn đề tài chính của một vụ giao dịch quốc tế Ngọc Lôi." Cô gái sau khi nhìn Dương Thần một cách kỳ lạ thì kiểm tra một vài thứ trong máy tính sau quầy hàng và hỏi, "Xin hỏi, chuyện liên quan đến khoản còn lại của giao dịch à?" Dương Thần vui vẻ, xem ra công ty này rất tốt, nhanh như vậy đã nhận rõ sự việc, coi như không có ý định quỵt nợ rồi bản thân hắn cũng thấy thoải mái rất nhiều. Bèn gật gật đầu đúng vậy, cô gái mỉm cười về khác thường, đi tới phía trước hai tay khép lại chỗ bụng, dồn đôi ngực lại rất bắt mắt. Cái khe sâu kia dường như có thể dẫn người ta rơi xuống vực sâu. Mời ngài theo tôi, tôi dẫn ngài đến chỗ giám đốc, nói xong, mông eo uốn éo từ từ đi lại phía thang máy. Dương thần lập tức bắt kịp đồng thời nhìn bóng dáng đong đưa của cô gái, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, xem ra con nhỏ mặc thiện ni không tệ sắp xếp việc thu nợ này được ghê. Trường 46, ngài có đôi mắt rất tinh đời. Đi theo cô gái vào thang máy, thang máy cũng có đôi chốt cũ nát y như cái tòa nhà này. Bốn bề xung quanh được dán các loại quảng cáo hệt như ngoài cột điện. Từ bệnh thẩm kín tới khám chữa răng, bệnh nặng bệnh nhẹ chữa theo phương thức cổ truyền. Và cùng với mỗi ngóc ngách, con đường góc phố, muôn màu muôn vẻ, từ ngữ trao chuốt, hoa mỹ khiến cho các công ty quảng cáo thực thụ cũng phải cảm thấy hổ thẹn dương thần thích thú xem các lời quảng cáo gật đầu không ngừng nói mấy cái quảng cáo này hay tôi thích cô gái nãy giờ mỉm cười duyên dáng bỗng nhiên trao đảo cô xấu hổ cười ngài có đôi mắt thật tinh đời thang máy chạy một mạch đến tầng cuối cùng mới dừng lại ra khỏi thang máy dương thần có chút giật mình sững sờ khi người thấy mùi hôi mùi khói thuốc nồng nặc chỉ thấy trước mắt là một căn phòng làm việc rất lớn bàn ghế xếp đặt vô cùng lộn xộn các loại giấy in giấy báo, giấy ăn, giấy vệ sinh, thậm chí còn có cả mấy loại mà phụ nữ thường dùng để dán trong người cũng bị vất văng dưới đất. Hầu hết màn hình máy tính ở đây bị bụi bẩn bám đầy, nhìn còn chẳng rõ, nhiều cây đã bị đập tan tành, cả văn phòng giống như trăm năm chưa từng được quét dọn qua, bụi bay lơ lửng trong không trung, đến cả chiếc đèn huỳnh quang trên trần nhà đã rơi xuống một nửa, cảnh tượng như vậy giống như là một văn phòng bị bỏ hoang từ lâu hơn nữa trông nó như đã từng bị người ta cố tình đập phá. Điều này khiến Dương Thần không khỏi thắc mắc, những viên chức trong này lại là một đám đông náo động, chỉ thấy một đống người ăn mặc quái dị, đủ các thể loại, hoặc nam nữ thanh niên, hoặc trung niên túm năm tụm ba ở các cạnh bàn, không ồn ào lớn tiếng kêu đồ xúc sắc thì cũng là tiếng đánh bài xì tố, tiếng đánh mặt trược, thậm chí chơi cả trò domino. Phần lớn đàn ông ở đây đều phì phèo điếu thuốc trên miệng, đàn bà con gái trang điểm lộng lẫy mặt tô son chát phấn dày đặc lượn lờ xung quanh đám đàn ông cũng không biết là muốn bị đàn ông chọc ghẹo hay chính mình muốn chọc ghẹo đàn ông hít thở cái không khí ngột ngạt hôi hám ấy cuối cùng dương thần cũng hiểu được bạn bè toàn mở công ty xã hội đen trà trách quốc tế ngọc lôi chẳng có người dám đến đòi nợ không chừng sau khi phát hiện sự việc này tổ chức xã hội cũng chẳng ai dám đến thật ra dương thần chỉ nói đúng một nữa quốc tế Ngọc Lôi đích thực là sau khi xảy ra chuyện mới phát hiện ra công ty phục trang hoa thành căn bản không phải là công ty hợp pháp gì. Lúc ấy bởi vì số tiền giao dịch không lớn lắm cho nên nhận tiền đặt cọc xong liền giao hàng. Sau này thì cũng có cho người đến đòi nợ. Tiếc là những người ấy sau khi nhìn thấy chân tướng thật sự của công tu phục trang hoa thành thì đều chạy mất dép. Giám đốc công ty phục trang Hoa Thành thậm chí còn tuyên bố nếu như còn dám đến đòi nợ thì sẽ đánh chết người đó ném xác về vì chưa tới thời hạn trong giao ước, quốc tế Ngọc Lôi cũng không thể kiện ra tòa, đành phải chịu bị động. Lần này Mạc Thiện Ni để Dương Thần đến rõ ràng có mục đích mượn giao giết người, khiến Dương Thần lập tức phải chủ động rời khỏi công ty. Đối với người bình thường gặp trường hợp thế này sẽ cảm thấy khủng khiếp, nhưng những cảnh khủng bố thế này lại rất quen thuộc với Dương Thần, thậm chí còn có đôi chút trẻ con. Cô lễ tân xoay người, đang muốn nhìn thấy kẻ không ốc sẽ kinh sợ tới cỡ nào nhưng lại thấy dương thần lại có vẻ rất thích thú nhìn bốn phía xung quanh và cười cô gái cười nhạo nghĩ trong lòng đúng là cái đồ ngu ngốc xem chút nữa hắn còn cười được nữa không thưa ông phòng giám đốc ở bên kia xin mời theo tôi cô gái nheo mắt cười nhạo nói dương thần gật đầu cười đáp văn phòng của các cô rất được còn có thể hút thuốc trong này hay lắm hay lắm cô gái mang bộ mặt bí hiểm Cô Hoài Nghi Liệu, có phải quốc tế Ngọc Lôi sai một thằng ngốc tới đây? Sự xuất hiện của Dương Thần thu hút không ít sự chú ý của nhân viên ở đây. Vài tên cao to lực lưỡng lại gần cười nham hiểm, chúng nhìn Dương Thần khinh nhịt. Một tên da mặt ngăm đen giơ tay sờ soạng người cô Lễ Tân và hỏi Dương Thần là ai? Cô gái này chắc hẳn thường ngày có quan hệ không bình thường với đám người kia. Bị tên mặt đen sờ soạng phần ngực mà à, cười khanh khách, khuôn mặt căng tràn sắc xuân đáp: quốc tế Ngọc Lôi cử người đến đòi nợ, hắn đòi đưa đi gặp đại ca, lại là quốc tế Ngọc Lôi, vài tên cười cười lớn, hai tháng trước có tên bảo hắn đai đen Tây Côn Đô, rốt cuộc cũng chỉ cần hai ba nhát là hắn tàn phế rồi, giờ tới thằng danh này thuộc đai nào đây, đám nhân viên cười rộ lên, chúng nhìn ánh mắt xương thần một cách thích thú, giống như một con cá đang nằm trên thớt, chuẩn bị mổ thịt, một đứa con gái mặc áo đen ngắn tay, váy bỏ, mặt tròn đi lên phía trước hướng về dương thần nhà khói thuốc nói thằng em đẹp trai đòi nợ làm gì đi chơi với chị thôi cái con hồ ly tinh này đêm qua vẫn còn chưa ăn no sao có cần mấy anh em ta thay nhau đại chiến với cô em vài trăm trận nữa một tên tóc ngắn người gầy gò như khi cười tiếp lời đứa con gái cười lả lơi ngửa trước ngửa sau ngả nghiêng điệu bộ không cự tuyệt được thôi chị mày đứng ở đây các chú em tới đi tôi thấy được đấy tên mặt đen đang sờ mông con bé tiếp tân liếc mắt nhìn Dương Thần khinh khinh. Hôm nay tốt quá lại có thằng nhãi danh dẫn xác tới cho anh em ta chơi rồi, nghe được một đám lâu la dọa dẫm mình, Dương Thần không khỏi buồn cười, chẳng buồn đáp lại chúng. Nhìn đứa con gái tiếp tân đã ở trong tay tên mặt đen, đôi môi đỏ mọng rên rỉ, à cố hướng về phía phòng giám đốc này tên nhóc, mày coi lời nói của bọn tao không ra cái quái gì hay tay mày điếc, tên mặt đen thấy dương thần không thèm đếm xỉa gì tới mình hắn ta giận dữ dương thần phớt lờ hắn ta và tiếp tục đi tên mặt đen đẩy đứa con gái ra khỏi lòng nắm tay chỉ thẳng mặt dương thần lớn tiếng tên nhãi danh có tin mày tiến thêm bước nữa tao đạp chết mày không lần này dương thần dừng bước từ từ quay lại liếc nhìn tên mặt đen chỉ là cái liếc mắt tên mặt đen đột nhiên thấy mình như bị rơi vào cái hố băng máu như ngừng lưu thông đây là ánh mắt gì vậy không chút sức sống, không chút chống cự, áp bức đè nén mạnh mẽ khiến cho người trong phòng cũng cảm thấy ngột thở, ánh mắt kéo người ta rơi vào thế giới hoang tàn, thê lương độc một màu trắng xám mà chẳng thể kéo trở về. Tôi đến để đòi nợ, không phải để chơi với các anh, dương thần quay người, tay cầm túi tài liệu vắt sang một bên, tới gần tên mặt đen, giọng bình thản, lúc đầu, các anh không đưa tiền, cũng không vấn đề gì cả, đưa tôi tiền tôi còn ngại thủ tục phiền hà. Các anh nói như vậy, tôi sẽ đòi lại tiền, con người tôi thật ra rất dễ tính. Anh đừng có quá quát, trêu đùa thì mọi người đều vui vẻ nhưng các anh, sao không mở mang đầu óc, tôi chỉ nói một lần, tôi, ghét nhất, bị uy hiếp, vừa dứt lời, dương thần dường như biến mất trong tức khắc, lần xuất hiện tiếp theo, mọi người trong phòng chỉ nhìn thấy tên mặt đen vừa đứng lúc nãy, toàn thân co cứng, người hắn nhũn dần ngã nhào xuống đất, miệng sùi bọt mép, mắt đảo trắng dã. Đúng là bị đau tới bất tỉnh, Dương Thần đứng cạnh gã, thu hồi nắm đấm vừa đấm vào bụng tên mặt đen, chẳng chút bận tâm nhìn xung quanh cười nhạt hỏi, "Còn đứng sững đó làm gì? Anh em các người bị đánh, các người không báo thù cho hắn sao?" Chương 47, cứ như ngôi sao phim hành động. Câu nói của Dương Thần như ngọn lửa đổ thêm dầu, toàn bộ nam nữ trong phòng đều bừng bừng phẫn nộ. Thẳng nhãi danh chán sống, đừng có tưởng có mấy miếng võ là không ai dám động tới mày một tên cao to lực lưỡng vất lá bài đang cầm trên tay xuống. Hắn ta hầm hầm sắc khí dơ nắm đấm sông lên, dương thần chẳng buồn nhìn lên, hắn thọc một tay vào túi lấy bao thuốc còn một tay tóm lấy nắm đấm của gã kia. Đột nhiên giữa không trung chỉ một cái ngoắc gọn nhanh chóng, năm đấm của tên kia vẫn chưa hạ xuống, tay gã đã bị tóm chặt, cổ tay của gã bị biến dạng giống như bánh quẩy chỉ trong nháy mắt. Ôi, gã, đàn ông đau đớn kêu, gã dơ lấy cánh tay mềm oặt, ngã vật xuống đất cánh tay bị chật khớp hoàn toàn, mồ hôi đầm đìa toát lạnh toàn thân. Đám lưu manh đang định xông lên ẩu đả với dương thần nhưng nhìn thấy cảnh tượng xảy ra như vậy chúng trần trừ dừng lại. Bọn chúng vừa sợ mất mặt nhưng cũng lại sợ đau, dương thần châm xong điếu thuốc, giết lấy một hơi, đám nam nữ xung quanh lúc đầu còn lớn tiếng ẩm ý chỉ trong tức khắc đã im lặng bối rối. Chúng e rè quan sát dương thần, không tiến tới mà cũng chẳng lùi lại, những kẻ có xô mã trên giang hồ chẳng cần gì ngoài thể diện, chúng mày xem ra chỉ là đám loay choay học việc, vẫn chưa gia nhập giới giang hồ được. Dương thần cười nhạo báng, nhặt túi tài liệu vừa vất lên, bọn mày chỉ nói phép là giỏi, không biết trước kia người của Ngọc lôi phái đến như thế nào, nhưng tao nghĩ tao có điểm khác với chúng nó. Nói xong, Dương thần xoay người, tiếp tục đi tới văn phòng tổng giám đốc thân thủ của ông quả phi phàm, nhưng việc ông đến công ty đối xử với cấp dưới của tôi như vậy thực tình khiến tôi có chút khó xử, giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên từ phòng giám đốc. Một người đàn ông trung niên có nét mặt chữ chạc, mặc bộ vest màu sáng, đôi giày da bóng loáng bước ra, đại ca, đám lâu la đang mất sạch khi thế nhìn thấy người đàn ông liền hô ầm lên, dường như người đàn ông này sẽ giúp bọn chúng lấy lại thể diện đã mất. Dương thần hứng thú nhìn người đàn ông trước mặt, tóc cắt so le, mặc đồ Armani, đeo chiếc thắt lưng của Louis Vuitton, đi giày hiệu Pierre Cardin, cộng thêm khuôn mặt có phần đạo mạo, tự tin giống như những doanh nhân thành đạt. Nhìn góc độ nào cũng thấy giống như giám đốc của một công ty lớn chứ không giống tên đại ca cầm đầu của tổ chức xã hội đen dưới vỏ bọc công ty, cứ bảo sao Ngọc Lôi phải chịu thiệt, hóa ra còn có ông xếp giấu mặt đằng sau. Dương thần cười khẩy trong lòng, anh là người của quốc tế Ngọc Lôi đến đòi nợ, anh gây chuyện như vậy làm tôi rất khó giải quyết. Anh bảo phải làm thế nào bây giờ? quách đại ca cười thâm hiểm, thần thái đồng đỉnh như những nhà quý tộc châu Âu trước kia. Dương thần đưa mắt nhìn tập tài liệu, họ quách trước mặt chắc là đại ca của cái công ty đen này. Quách tử hằng, tấm thân bị thịt của mày tốt thật, chắc hẳn lừa được không ít tiền đâu. Tôi chưa bao giờ lừa ai tiền, không có thực lực, có lừa thế nào cũng không được. Tôi phải vất vả đổ mồ hôi chứ không phải dựa vào những cái bên ngoài. Tôi thuộc tuyếp người tốt gỗ chứ không phải tốt nước sơn. Quách tử hàng dẻo mỏ đáp dương thần nhà khỏi thuốc nói tiếp mày diễn thật lắm có tiền đồ hơn tao đấy tao cùng lắm cũng chỉ đoạt giải kim mã còn mày có thể đạt được giải oscar ồ quách tử hằng cười nhạt đáp nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ông mới thuộc tuyếp nước sơn mày lại nhìn thấy gì rồi dương thần cười và hỏi tao thấy một tên ngốc hoàn toàn không biết mình đang làm gì lại còn mang cái vẻ mặt ngốc nghếch với sự tự tin ngu xuẩn thường thấy Quách tử hằng nói xong đột nhiên cởi chiếc áo vest Armani vất xuống, bên trong là chiếc áo sơ mi hiệu Gucci, trông thấy vậy. Đám thanh niên trai gái trong phòng hò hét tứ phía, hô hào quách đại ca triệt hạ thằng cha kiêu ngạo này đi, quách tử hằng ra hiệu cho mọi người trong phòng giữ yên lặng, sắc mặt có chút kiêu căng, hắn vận động nhẹ chân tay cho giãn xương cốt. Phía trong chiếc áo sơ mi, cơ bắp rắn chắc ngồn ngộn như một cá thể sống. Ngực, bắp tay cuồn cuộn, sương phát tiếng kêu răng rắc eo ngôi sao phim hành động dương thần vui vẻ nói tiếp mất không ít công sức tập thể hình đấy nhỉ có thể tham gia cuộc thi tuyển chọn mỹ nam đạt tiêu chuẩn thành trai bao cho các quý bà rồi mày tự tìm tới cái chết rồi dương thần thở dài tao khuyên mày nên mặc áo vào trả tiền cho tao tao không muốn động tay động chân mày cũng còn phải giữ lại cái mã bề ngoài chứ quách tử hằng rốt cuộc cũng nổi giận hắn nhảy vọt lên cơ thể quả nhiên cường tráng quách tử hằng cách dương thần trên dưới hai thước y phi nhanh xoay người tung cú đá chắc hẳn y đã từng luyện qua một môn võ công nào đó động tác của quách tử hằng rất thuần thục công lực mười phần mạnh mẽ một chân phi tới kèm theo trận gió nhẹ kéo đến khiến cho đống giấy tờ trên bàn bay lung tung trên không tất cả mọi người đều không thấy rõ đường đi của cú đá tay trái của dương thần chẳng hiểu sao đột nhiên chắn trước ngực bục dương thần không bị đá bay như mọi người nghĩ chỉ thấy chân của quách tử hằng bị tay trái của dương thần túm gọn khi vừa gần tới ngực không thể tiến thêm được trúng đích rất tốt nhưng còn hơi chậm dương thần dường như đang đưa ra nhận xét dạy bảo học sinh vậy quách tử hằng trong lòng thấy kinh hãi cú đánh của hắn không phải là mấy kiểu vớ vẩn vẫn hay biểu diễn trên tv bản lĩnh này hẳn phải được rèn luyện từ thế giới ngầm thực thụ tử hằng thừa hiểu góc đá và lực tung ra như vừa rồi mạnh tới cỡ nào vậy mà chưa ai có thể ung dung đến như vậy giống như mấy trò trẻ con vậy một cảm giác nhục nhã mãnh liệt trồi lên khiến quách tử hằng liều lĩnh mặt đỏ ừng lên hét lớn buông tay thật ra gã căn bản không thể rút chân ra khỏi bàn tay của dương thần lực của hắn sao mạnh tới mức này mày trả tao tiền tao sẽ thả tay mày ra dương thần thuận miệng cười nói mắt quách tử hằng lóe sáng tôi phải vào văn phòng lấy xét thế mới ngoan dương thần gật đầu và buông chân quách tử hằng ra mọi người trong phòng vô cùng kinh sợ bọn họ không thể ngờ vị đại ca chưa bao giờ chịu thất bại trong tim họ lại đột nhiên thua trong tay một kẻ vô danh tiểu tốt tuổi đời còn non trẻ thế này đám nam nữ bắt đầu rút lui chúng lùi dần về phía cửa thang máy quách tử hằng không cam lòng liếc nhìn dương thần rồi lê bước vào văn phòng không quá một phút hắn quay lại mày sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay tao quách tử hằng chưa bao giờ chịu thua cho nên hôm nay mày phải chết Quách tử hằng từ văn phòng đi ra, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ lo lắng, trong đôi mắt hắn hiện ra chút gì đó điên cuồng, tay của hắn đang cầm khẩu súng đã được lên đạn sẵn nhắm ngay giữa chán dương thần. mươi 48, hai loại người đáng sợ nhất, dương thần mỉm cười, thực sự nhịn không được lại cười, thật không ngờ tối hôm qua có người cầm súng dí vào mình, hôm nay lại lại có người cầm súng đối phó với chính mình, ở cái đất hoa hạ quản chế chặt chẽ súng ống này, so với buổi ban đầu ở nước ngoài thì súng ống đầy rẫy. Giám đốc Quách, chẳng lẽ ông không biết người Mỹ dùng khẩu súng này để săn bắn sao? Cứ sao lại chĩa vào tôi? Tôi đâu phải hưu nhung, càng không phải gấu đen. Quách tử hằng nghĩ rằng Dương thần sợ hãi, cười mỉa đáp, trong mắt tôi bây giờ, cậu giống như là con thỏ tôi săn được. Cậu đừng tưởng trong bán kính 4-5 mét với súng trường tôi không thể bắn trúng cậu, Dương thần nhếch mép cười không chút do dự bước tới một bước ông đoán xem, đừng có nhúc nhích, cậu mà còn bước thêm một bước là tôi nổ sung đấy, cầm vào mặt của quách tử hàng đổ cả mồ hôi lạnh, lớn giọng rít bảo, dương thần chẳng thèm để ý. Tiếp tục tiến thêm một bước về phía trước, tôi sẽ đứng ở đây, súng ở trong tay ông, cò trên súng, tôi ở ngay trước mặt ông đây, nên làm gì và có thể làm gì đều do ông quyết định, dương thần chẳng chút hoảng loạn chậm rãi hút hết điếu thuốc rồi vứt xuống sàn, dẫm tắt rồi tiếp tục bước tới trước mỗi bước đi đều khiến tim của tất cả mọi người có mặt ở đó một lần run lên, như thể là có sấm sét bùng nổ trong lòng họ. Mỗi khi dương thần bước một bước, tim của mọi người lại đập thình thịch như là trống cái, tiếng kim rơi còn có thể nghe thấy, chỉ trong tích tắc vài giây không khí dường như cô quánh lại. Trong phòng khách lớn chỉ còn mỗi âm thanh tiếng bước chân chậm rãi của dương thần, khoảng cách chỉ có 4-5 mét, chỉ khoảng 6-7 bước chân nhưng tim của mọi người cứ muốn nhảy ra ngoài sững sờ cuộc đối đầu đến cả hai tên bị dương thần hạ gục một cách nhẹ nhàng nằm quằn quại trên nền cũng nín thở trước cảnh tượng trước mắt ngón tay của quách tử hằng chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò súng dùng sức mạnh của viên đạn xuyên qua thân xác đang ở trước mặt y thần sắc của dương thần rất bình thản không khác gì việc bắt tay với một người chưa quen biết ánh mắt ấy toát ra sự lãnh đạm trong cái giây phút sống còn trước mắt này chẳng có gì tồn tại bình thường tất cả sự việc chỉ diễn ra trong ba giây Lúc mà Dương Thần bước đến trước mặt của Quách Tử Hằng, gương mặt y trắng bệch, đầu da đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt đờ đẫn. Trên thế giới này có hai loại người đáng sợ nhất, đầu tiên là kẻ điên và thứ hai là loại người không sợ chết. Kẻ điên đáng sợ có lẽ vì họ không sợ chết, chết tôi còn chẳng sợ. Ông nghĩ xem súng đối với tôi có tác dụng không? Dương Thần khẽ mỉm cười, thuận tay đoạt lấy khẩu súng trong Quách Tử Hằng y cơ bản quên cả kháng cự, răng rắc, chỉ thấy dương thần tùy ý quơ hai tay, khẩu súng trường bằng kim loại như thể là ngọn cỏ lau phát ra âm thanh gãy gọn, trong cái không gian như tranh ấy, cái âm thanh kia dường như kéo mọi người trở lại thực tại, mọi người được phen kinh hồn bạt vía, này, này không phải chỉ có trên phim ảnh của Hollywood thôi sao? Cái con người này, hắn là siêu nhân sao, còn bẻ gãy cả súng trường nữa, vứt phần bị bẻ gãy từ súng trường sang một bên dương thần phủi phủi tay cười nói như không giám đốc quách thế này thì ông có thể đi lấy tờ chi phiếu rồi chứ quách tử hằng giống như vừa hoàn hồn toàn thân run rẩy nhìn thanh niên trẻ tuổi đang cười trước mặt y như thể nhìn quái vật từ khi y bước chân vào đời y đã thấy qua những kẻ tàn nhẫn độc ác nhưng chưa thấy qua người nào không cần mạng sống càng đáng sợ hơn chính là cặp mắt của người thanh niên ấy thách thức y bóp cỏ thế đối với hắn chẳng là gì làm sao có thể thế chứ? Trên thế gian này thật sự có người không biết sợ súng đạn ư. Ừ. Muốn tiền thì không có đâu, còn mạng thì có một mạng đây. Quách tử hằng cáu kỉnh đáp, y muốn giữ lại vẻ tôn nghiêm cuối cùng của một đại ca xã hội đen. Chật chật, dương thần lắc đầu tiếp nuối Ông sao không chịu hiểu, nếu ông thật sự đấu thắng tôi thì lúc nãy ông nên bóp cỏ. Đến bóp cỏ ông cũng chẳng dám làm, điều đó chứng tỏ ông còn sợ việc sống chết. Ông đấu không lại tôi đừng để tôi phải làm những việc mà bấy lâu nay tôi không làm. Tao công nhận nếu đánh thì mày lợi hại hơn tao, gan mày đủ lớn, nhưng lão đây sẽ không đưa xu nào hết, quách tử Hằng hất mạnh cái bàn, vẻ mặt hung tợn ngầm ngừ. Vậy thì không thể trách tôi được, tính tôi vốn đã trở nên ôn hòa hơn nhiều, nụ cười dương thần lộ vẻ ma quái và có chút hương phấn, thân pháp cực nhanh vụt cay đá ở sau lưng quách tử hằng cùng lúc hai tay dùng lực nhanh mạnh khiến quách tử hằng chẳng kịp phản ứng hai cánh tay của y bị khóa chặt một đá vào khuỷu chân của quách tử hằng khiến y lảo đảo rồi quỳ dạp xuống đất rắc âm thanh xương cốt bị gãy vang lên quách tử hằng giống lên đau đớn vị trí hai cánh tay trên bả vai lệch đi dương thần dùng một chân đạp lên bắp chân của quách tử hằng đang quỳ dưới đất khiến y không có cách nào đứng dậy được chỉ có thể ngọ nguậy phần lưng, nhưng mỗi lần ngọ nguậy như thế dương thần lại dùng lực dẫm mạnh, khiến quách tử hằng chẳng còn dám động đầy. Mày, mày đã làm gì với tay tao, quách tử hằng đau đến độ nhe răng trợn mắt, quay đầu nhìn chừng chừng dương thần, mắt hẳn những tia máu. Không có gì, chỉ là làm cho khớp xương cánh tay của ông lệch so với bả vai chút xíu mà thôi. Dương thần đắc ý đã, mày, mày nghĩ làm thế có thể khiến tao đưa tiền và nhận thua ư? Không thể nào, Quách Tử Hằng lớn tiếng la lối, nhưng đám đệ tử của Y đều khiếp sợ chẳng dám nhúc nhích. Nhìn thấy đại ca của mình bị đánh tới mức quỳ dạp xuống đất thế kia, thì có tên nào dám xông lên? Bọn họ ra đời lăn lộn kiếm sống, chứ có phải bán mạng đâu? Dương Thần khu khu ngón tay, ông nhầm rồi, đó mới chỉ là mở màn. Làm sao tôi có thể chỉ tiếp đãi ông bằng một việc ấy thôi? Vừa dứt lời, bàn tay của Dương Thần lại lần nữa chộp lấy bả vai cánh tay của Quách Tử Hằng. A. À, quách tử hằng lại thất thanh hét lớn mày lại làm gì nữa vậy hả? Rắc rắc, ngay sau đó lại là âm thanh xương cốt bị lệch đi, dương thần nở một nụ cười thỏa mãn, không có gì, tôi chỉ đưa cánh tay của ông về vị trí cũ, đưa về vị trí cũ rồi lại bẻ lệch đi, làm lui làm tới vài lần, luyện cánh tay, tốc độ cứ chậm dần, xem chừng ông rất đau nhỉ, yên tâm, tôi làm vài lần nữa thì ông chẳng thấy đau nữa đâu, ác quỷ, ác quỷ, tên này là ác quỷ quách tử hằng hoàn toàn tê cứng y biết nếu tiếp tục như thế bản thân sẽ không chết nhưng so với chết đau đớn hơn nhiều sống mà không bằng chết cốt yếu chính là đó nỗi đau của cánh tay và bắp chân như ngàn mũi kim đâm vào tim đầu óc mấy lần như muốn lịm đi nhưng lại bị những cơn đau không chịu được ấy kéo ngược trở lại tao tao đưa tiền lúc dương thần lại lần nữa khóa hai cánh tay quách tử hằng thật sự không thể chịu đựng được nữa Âm thanh phát ra từ miệng Quách Tử Hằng nghe có vài phần giống như khóc, đúng vậy, y khóc thật, y rơi cả nước mắt, vì nhục nhã, vì không cam tâm, mà cái chính là vì đau đớn. Thế mới đúng chứ, Dương Thần cảm thấy vừa lòng liền buông lòng cánh tay của Quách Tử Hằng, cười ha ha. Chương 49, giáp mặt ở hành lang, thời điểm từ công ty Lưu Manh Hoa Thành trở về công ty quốc tế Ngọc Lôi cũng đã là hơn 4 giờ chiều, gần đến giờ tan ca dương thần lại thấy tinh thần thoải mái gân cốt được thư giãn lại còn kiếm được chút tiền lẻ để dành khoản này mua điểm tâm sáng cho nữ nhân viên văn phòng sau khi bước ra từ thang máy tiếp tục đi thông ra bằng hành lang của phòng quan hệ xã hội hành lang này ba mặt dùng thủy tinh cường lực tạo nên chất liệu trong suốt có thể thấy được sắc cam hồng của mặt trời lạt ở mọi góc độ thấy toàn cảnh vẻ đẹp bên ngoài ngay lúc đó thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một khung cảnh khiến dương thần phải dừng bước đó là một đôi nam nữ người nam hình như là nhân viên cấp cao của công ty, mặc sơ mi trắng, quần tây, đầu có chút hói, dáng người hơi mập mạp, không cao lắm, bộ dạng bóng loáng với cặp mắt ti hí. Dương thần nhớ là lúc ăn trưa đã trông thấy người này nên mới biết y là trưởng phòng của công ty, về người nữ, chỉ cần nhìn dáng sau lưng cũng có thể nhận ra, mặc áo quần màu tím. Tóc thì nhuộm vài sợi màu tím đỏ với những đường cong thướt tha đầy đặn, đó là Lưu Minh Ngọc làm việc cùng phòng, trưởng phòng mã. Hôm nay thực sự tôi có việc bẩn, lần sau có cơ hội rồi đi ạ. À? Gương mặt của Lưu Minh Ngọc lộ chút khổ tâm, miễn cưỡng cười đáp. Người nam được xưng hô là trưởng phòng mã ấy nói bóng nói gió. Minh Ngọc à, liên tiếp mười mấy lần cô đều từ chối lời mời của tôi. Sao vậy, chẳng lẽ đi uống rượu với ông già như tôi lại khó đến vậy à? Hay là cô xem thường họ mã tôi không phải đâu trưởng phòng mã? Lưu Minh Ngọc nhíu nhíu mày tôi, tôi có việc thật mà ngày mai còn phải đàm phán cùng khách hàng. Hiện tại thực sự không rảnh, nụ cười trên gương mặt trường phòng mã tắt dần, lạnh lùng đáp, Lưu Minh Ngọc, cô đừng có không biết điều như vậy, cô tưởng tôi không biết chuyện xấu của cô và mấy tên khách hàng đó sao, bảy tám phần toàn thể công ty đều biết cô đừng có làm ra vẻ thanh cao, trường phòng mã ông, mắt Lưu Minh Ngọc ánh lên nét giận dữ, nhưng cố gắng nhẫn nhịn, tiếng nói cũng có phần trở nên lãnh đạm. trường phòng mã, xin đừng tùy tiện dựng chuyện. Tôi có phải là loại người như thế hay không thì không phải do những tin đồn đó quyết định. Ha ha, hàng năm đều đứng đầu về thành tích, cô đều xem mọi người là kẻ ngốc sao? Cô còn là một đóa hoa của phòng quan hệ xã hội. Lưu Minh Ngọc, cô cũng đừng nhỏ nhen thế chứ." Trưởng phòng Mã cười cợt tỏ ý khinh thường, "Yên tâm, cô đi uống cùng tôi một chén, tôi sẽ không để cô thiệt đâu. Tiền thưởng cuối năm chẳng hạn, thế nào hả?" Trưởng phòng Mã xin chú ý giữ hình tượng của mình. Lưu Minh Ngọc bỏ qua không muốn nói thêm tiếng nào nữa, gương mặt xinh đẹp quyến rũ đầy sự đau khổ, trưởng phòng mã đang muốn nói thêm điều gì đó, đột nhiên có người từ phía sau vỗ vỗ vai. Ai vậy, trưởng phòng mã khó chịu ngoảnh đầu lại, thấy một người thanh niên xa lạ đang nhìn mình mỉm cười quái gờ. Cậu là ai, trường, phòng mã giật mình, thận trọng hỏi, dương thần đứng cách đó không xa nghe rõ mồn một bọn họ nói chuyện nên cũng hiểu được bảy tám phần câu chuyện thế nên tự nhiên thấy không ưa cái lão già chẳng có lấy một ngón nghề tán gái kia nghe hỏi hắn chỉ cười cười đáp xin chào trưởng phòng mã tôi là người mới chuyển về phòng quan hệ xã hội tên tôi là dương thần nhân viên nam phòng quan hệ xã hội trưởng phòng mã suy tư đôi chút anh đứng đó làm gì có phải là đã nghe hết rồi không ồ tôi chỉ vừa mới đi ngang qua nghe trưởng phòng mã với chị minh ngọc bàn luận chuyện đi chơi buổi tối nay muốn hỏi có thể đi cùng được không? Trưởng ban mã không biết đấy thôi, tôi rất thông thuộc các quán đêm ở đây. Hắn nói xong còn nháy nháy mắt với trưởng phòng mã vài cái. Trưởng phòng mã khóe mắt giật giật, tiểu tử kia, người muốn uy hiếp ta sao? Người có biết ta là ai không hử? Người nghe thấy những gì, không có chứng cứ mà dám tung tin bậy bạ thì ta sẽ trực tiếp đuổi ngươi. Lưu Minh Ngọc thấy Dương Thần bước tới, trong lòng có chút mừng rỡ, nhưng khi thấy trưởng phòng mã và Dương Thần tình nhau, lại thấy lo lắng cho dương thần, ánh mắt không ngừng ra hiệu bảo dương thần nhanh chóng rời khỏi đây. dương thần đâu dễ gì bỏ đi như thế, vừa cười tủm tỉm vừa lấy điện thoại di động ra, khua khua bảo trường phòng mã, ông nên biết hiện nay điện thoại di động có nhiều cải tiến rồi, không những có thể ghi âm mà còn rất rõ ràng cơ. lần này thì sắc mặt của trường phòng mã thay đổi thật khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, Ngươi muốn thế nào? tôi chẳng muốn gì cả trưởng phòng mã có thái độ hợp tác thì xem như không có chuyện gì xảy ra cả mọi người đều bình an dương thần thản nhiên nói tiếp nếu trưởng phòng mã có ý muốn đối phó với tôi thì đó chẳng phải ý kiến hay đâu cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi nhưng mà theo tôi nghĩ thì một nhân viên quèn với trưởng phòng mã đây cùng xảy ra chuyện không hay thì chắc chắn trưởng phòng mã sẽ thiệt thòi hơn nhiều trưởng phòng mã chưa bao giờ trải qua mấy chuyện mờ ám này nên thiếu chút nữa là ngất xỉu Đến độ, sau khi nói ba từ, được, chỉ biết nhìn chừng chừng Dương Thần và Lưu Minh Ngọc giận dữ đùng đùng rời khỏi đó. Lưu Minh Ngọc thở phào vuốt vuốt ngực, khiến khuôn ngực đầy đặn nở nam phập phồng theo, làm ánh mắt Dương Thần nhìn chăm chăm, giận dữ liếc Dương Thần một cái, Lưu Minh Ngọc cũng chẳng thẹn thùng. Này, đừng có nhìn nữa, trong mắt muốn lồi cả ra ngoài rồi kìa. Ha ha, dáng người chị Minh Ngọc quả là gợi cảm, Dương Thần tán dương một cách trắng trợn, Lưu Minh Ngọc đỏ cả mặt cười đùa bảo thật không nhận ra đấy cậu thật nhanh trí biết lấy điện thoại ghi âm lại nếu không chẳng biết làm thế nào trưởng phòng mã không những là nhân viên kỳ cựu của công ty mà còn là trưởng phòng tài chính chẳng mấy ai ở ngọc lôi này dám tranh chấp với lão dương thần thản nhiên cười cười đưa điện thoại di động cho lưu minh ngọc xem lưu minh ngọc sửng sốt ngay sau đó lại bật cười khanh khách cái cậu này thì ra cậu gạt hắn ta nói thế thì hắn ta cũng ngu thật cũng không thèm xem có thực là bị ghi âm lại chưa nữa kỹ xảo tán gái kém cỏi thật đầu óc chắc cũng không hơn gì dương thần nói chắc nịch nói vừa xong cả hai người đứng ở hành lang không người ấy cảm thấy có chút ngượng ngùng lưu minh ngọc im lặng một lúc cúi đầu bảo dương thần có thể nhờ cậu một chuyện được không nói xem nào dương thần cũng đoán được là chuyện gì xin đừng để lộ sự việc hôm nay ra ngoài cứ xem như là chưa xảy ra bất cứ chuyện gì kỳ thực thì chị không cần phải như thế, bị quấy rối cũng chẳng hay tí nào. Nếu chịu suy nghĩ một chút thì cũng không phải khó giải quyết tên trường phòng mã đó, Dương Thần nghĩ thầm trong bụng. Chương 50, hai thiếu phụ, trong mắt Lưu Minh Ngọc toát ra chút chua xót nhớ lại, lắc đầu cười nói, em có bạn trai, anh ấy tham gia quân ngũ rồi, nhưng đến giờ vẫn mặt vô âm tín, vẫn chưa trở về. Tham gia quân ngũ không phải hai năm là về sao? Anh ta ở lại đơn vị à? Không biết nữa người nhà anh ấy cũng truyền nhà đi lưu minh ngọc có phần mệt mỏi cười nói có thể là như mọi người nói tiến đến một vị trí quan trọng nào đó nhưng cứ như vậy cũng không hay em là phụ nữ hẳn là hiểu được sự quan trọng của tuổi tác dương thần oán thầm người đàn ông kia bày đặt không cần phụ nữ lại chạy đi làm nhân viên cơ mật gì đó lưu minh ngọc gật gật đầu vậy thì có sao em lúc nào cũng nghĩ đến anh ấy không thể quên được làm sao có thể đón nhận người đàn ông khác cô dừng lại một chút rồi cười nói thôi không nói việc này nữa sắp hết giờ làm rồi quay lại văn phòng thôi dương thần tất nhiên không có ý kiến nếu người ta đã nói không cần làm ầm ĩ chuyện đó thì cũng chỉ có thể nghe lời người ta thôi nói chuyện xong dương thần trên tay vẫn cầm chi phiếu quách tử hàng viết phải đưa cho tù trưởng mỹ nữ vừa nhẫn tâm lại vô vị của mình khi bước vào văn phòng một nhóm các cô gái thành phố đã bắt đầu trang điểm sửa soạn chuẩn bị từ công ty về nhà cách ăn mặc, trang điểm xinh đẹp, chắc chắn là muốn đi hưởng thụ tình cảm mãnh liệt của cuộc sống về đêm. Triệu Hồng Yến và Trương Thái lại rất bình tĩnh, cũng không trang điểm gì đặc biệt. Thấy Dương Thần trở về liền cười, cùng cất tiếng chào: "Công việc thuận lợi chứ? Sao về muộn thế?" Triệu Hồng Yến hỏi. Dương Thần gật đầu, tò mò hỏi: "Chị và Trương Thái sao không trang điểm, thay đồ như mọi người?" Triệu Hồng Yến u oán thở dài nói: "Anh không nhìn ra ư?" tôi và trương thái đều là đàn bà đã có chồng hai chúng tôi kết hôn năm ngoái còn trang điểm làm gì thì ra hai người đã kết hôn rồi ư ừ, dương thần có chút kinh ngạc chẳng trách dáng người đẫy đà hơn nhiều so với các nữ đồng sự khác trương thái cười khanh khách dương thần anh không phải muốn làm gì với chúng tôi đó chứ chúng tôi đều có ông xã rồi đừng có ra tay nhé dương thần cũng là người đã kết hôn có bà xã chúng ta cũng như nhau thôi triệu hồng yến mỉm cười nói dương thần nghĩ thầm quan hệ giữa tôi với cô lâm nhược khê kia có thể tính là vợ chồng sao nhưng tất nhiên là không thể nói ra đành cười xấu hổ chán nản chạy vào văn phòng của mạc thiện ni đèn bàn trong phòng đã bật ánh sáng có vẻ hơi mờ ảo mạc thiện ni đã cởi áo khoác ngoài chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay trắng đang chăm chú viết gì đó trên chiếc mũi cao đẹp là cặp kính gọng vàng mái tóc đuôi sam đơn giản vài sợi tóc đen che lấp nửa khuôn mặt xinh đẹp vẻ mặt cô chăm chú thậm chí không chú ý tới dương thần nhẹ nhàng đẩy cửa vào đây là một cô gái ăn mặc trang điểm thế nào cũng khiến người ta cảm thấy cô là một thiếu nữ rất xinh đẹp chẳng qua là tính tình không được tốt có lẽ đại đa số các mỹ nữ đều có tật xấu như vậy dương thần nghĩ chẳng lẽ anh không biết gõ cửa sao mạc thiện nhi rốt cuộc cũng nhìn thấy dương thần đi đến trước bàn làm việc tuy tò mò rằng người đàn ông này dường như chẳng có việc gì lại còn tùm tìm cười bộ dạng rất đáng ghét nhưng vẻ mặt cô vẫn không đổi. Thản nhiên hỏi một câu, Dương Thần kéo cái ghế dựa ngồi xuống, đưa tờ chi phiếu trong tay từ từ đặt lên bàn. Chưa có kinh nghiệm, lần sau sẽ chú ý gõ cửa, đây là cái gì? Mạc Thiện Ni buông bút, hoài nghi nhìn tờ chi phiếu trên mặt bàn mệnh giá 400 ngàn. Dương Thần mỉm cười, Mạc Tiểu Thư không phải nhờ tôi đi đòi nợ sao? 400 ngàn, không thiếu một xu, Mạc Thiện Ni cầm tờ chi phiếu, nhìn chữ ký ở mặt trên, đích thực là của quách tử hằng tên đầu sỏ lưu manh không biết xấu hổ cô không khỏi nghi hoặc đứng lên ngẩng đầu cẩn thận nhìn dương thần thật sự không rõ người này làm thế nào mà khiến đối phương ngoan ngoãn đem tiền nợ trả lại anh không sao chứ mạc thiện ni rốt cục vẫn không kìm nổi hỏi một câu không khỏi nhìn dương thần đánh giá cao thấp cô vẫn luôn cảm thấy dương thần phải vật lộn sống chết mới có thể trở về mấy chuyên viên lần trước đi đều vào bệnh viện có người giờ còn phải ngồi xe lăn, Dương Thần làm vẻ không biết gì cả, buông lòng tay, nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Không phải là một chút tiền nợ sao? Tôi thấy bọn họ nói chuyện rất tốt, quách tổng lại còn đích thân phái người đưa tôi về, gặp quỷ. Chẳng lẽ đám lưu manh kia lại ăn chay rồi? Mạc Thiện Ni trong lòng tức giận, muốn nói tiền nợ đòi được về là chuyện tốt, nhưng nhìn người đàn ông trước mặt không hề bị thương tổn chút nào, vẻ mặt thoải mái, sao tự nhiên lại thấy không cam lòng những cảm xúc đó không thể để hiện lên trên mặt được mạc thiện ni hít sâu một hơi mới nói vất vả cho anh rồi cuối tháng chia hoa hồng sẽ ghi nhớ vào cho anh anh có thể về rồi vậy thì cảm ơn mạc tiểu thư dương thần gật đầu hài lòng đứng dậy đi ra ngoài lúc đi ra lại quay đầu lại cười như không nói mạc tiểu thư bộ đồ đen cô mặc không tồi rất đẹp đến lúc dương thần rời khỏi mạc thiện ni vẫn không giải thích được nhìn khắp trên người mình, rõ ràng là áo trắng, màu đen ở đâu ra, nhìn kỹ mới phát hiện trước ngực mình có hai chỗ màu đen mờ, bởi vì dưới ngọn đèn, chiếc áo có chút trong suốt nên mới có thể thấy được, anh ta nói không phải quần áo, là áo lót. Dương thần, hiểu ra rồi, mặc tiện ni mặt đỏ tía tai, nghiến răng nghiến lợi, đấm một phát xuống mặt bàn, hai con người thiếu chút nữa thì bắn ra lừa, hãy đợi đấy. Sau khi chào các chị em trong văn phòng, dương thần cuối cùng cũng được hưởng thụ sự vui sướng của dân văn phòng công việc này so với việc bán thịt dê xiên nướng thì nhàm chán hơn nhiều nhưng hoàn cảnh thì không tồi chỉ cần trong không khí tràn ngập hương vị các mỹ nữ thì nơi chợ hôi thối kia không thể so sánh được đến bãi đỗ xe ngầm dương thần vừa mới ngồi lên xe điện thoại di động liền rung lên là lý tinh tinh dương thần cười bắt điện thoại alo lý tinh tinh giọng nói có phần vui sướng dương đại ca cảm ơn anh cảm ơn cái gì dương thần tất nhiên sẽ không chủ động thừa nhận bọn trần đức hải là do mình xử lý chính là chuyện trần đức hải lý tinh tinh nói nhỏ sau đó dường như hiểu ra điều gì đổi chủ đề tóm lại cảm ơn anh bố mẹ và em rất vui nghe giọng nói dịu dàng của cô gái dương thần cũng nhẹ nhàng thở ra xem ra cô bé kia cũng thông minh hắn cười nói thật ư vậy là tốt rồi để bố em tiếp tục việc buôn bán đi sáng mai anh sẽ đến tâm sự với ông ấy vâng em biết rồi còn việc gì không dương thần không ngại tán gẫu một lát với lý tinh tinh nhưng muộn rồi sợ sẽ kẹt xe